Chào mừng các em đến với lại tiết học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ bước sang chủ đề thứ 6, đó là chủ đề ứng dụng trang trí chữ. Và bài đầu tiên của chủ đề thứ 6 chính là bài vẽ trang trí trình bày bìa sách. Thì ở bài này chúng ta vẫn có phần quan sát nhận xét, cách trình bày bìa sách và thực hành. Ở phần quan sát nhận xét, cô mời các em cùng tham khảo một số những cái bìa sách mà cô đã sưu tầm ở bên dưới và hãy trả lời những cái câu hỏi như sau. Thứ nhất, các em hãy cho cô biết vì sao chúng ta phải trang trí bìa sách, hoặc chúng ta có thể hỏi nôm na đó chính là công dụng của bìa sách là làm gì. Thứ hai nữa là bìa sách được trình bày như thế nào, có những phần gì ở trên bìa sách, rồi bố cục của bìa sách thường có những gì, và cũng nhận xét luôn về cách sắp xếp bố cục chữ cũng như là hình vẽ màu sắc của các bìa sách. Các em hãy quan sát và trả lời cho cô những câu hỏi trên. Tương tự như vậy, chúng ta cũng trả lời cho cô những cái bìa sách tiếp theo này. Thì qua phần quan sát nhận xét và trả lời câu hỏi, cô đúc kết lại cho chúng ta cái phần bài ghi, đó là bố cục của bìa sách thường có: thứ nhất đó là tên sách, thứ hai là tên tác giả, thứ ba là tên nhà sản xuất và biểu trưng, thứ tư đó là hình minh họa. Về cách trình bày bìa sách thì đầu tiên chúng ta sẽ xác định loại sách mà chúng ta lựa chọn là loại sách gì, dành cho lứa tuổi nào. Có thể là sách tô màu, mầm non, cũng có thể là sách truyện, thơ, là sách dành cho lứa tuổi vị thành niên của các em, vân vân. Sau khi xác định loại sách, chúng ta sẽ định hình chúng ta vẽ gì bằng hình thức là vẽ phác mảng hình và mảng chữ. Ví dụ ở đây cô lựa chọn một cái bìa sách gắn với lại Giáng sinh. Sắp tới Giáng sinh rồi, cho nên là cô lựa chọn một cái bìa sách phù hợp với lại cái mùa Giáng sinh. Sau khi bố cục mảng hình và mảng chữ, chúng ta sẽ tiến hành vẽ hình và chữ sao cho phù hợp. Thì chúng ta lưu ý là trên bìa sách của cô vừa có tên của bìa sách nè, tên sách nè, ví dụ như là quà yêu thương nè, rồi tên tác giả là Hạ Vi nè, rồi biểu trưng của nhà sản xuất là cái hình bên dưới, và tên nhà sản xuất là nhà xuất bản trẻ. Còn hình minh họa thì đây cô lựa chọn đó hình ảnh của ông già Noel đang cầm một cái hộp quà, ngồi bên một cái cây thông, như là một cái món quà yêu thương mà ông ta mới vừa được nhận. Thì chúng ta biết là ông già Noel thường hay tặng quà các em thiếu nhi, nhưng hôm nay thì ông già Noel được một người nào đó tặng cho mình một món quà yêu thương và ông rất là trân quý. Và thường cái tên của sách á, các em nên đặt ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, chứ không nhất thiết phải là dài dòng. Nếu mà dài thì chúng ta phải biết phân bố chữ sao cho hợp lý trong một cái bìa sách. Và sau khi chúng ta vẽ hình và chữ phù hợp rồi thì ta sẽ sử dụng màu sắc để chúng ta tô lên cho nó nổi bật cái bìa sách của mình. Thì với cách tô màu tùy theo ý thích của mỗi bạn, nhưng mà cô khuyến khích khi chúng ta đã lên lớp 8 rồi thì chúng ta nên sử dụng phối hợp màu này với màu kia cho một cái nền, hoặc là trên một cái trang phục
chúng ta có thể chuyển màu để làm cho cái bài vẽ của chúng ta nó nổi bật và nó đẹp hơn. Ở phần thực hành, yêu cầu các em hãy trình bày bìa sách theo ý thích của mình. Thì cô gợi ý là sắp tới là Giáng sinh, cho nên chúng ta có thể lựa chọn chủ đề Giáng sinh để vẽ cho bìa sách của mình. Có rất là nhiều hình ảnh về Giáng sinh, ví dụ như là ông già Noel, người tuyết, hoặc là con tuần lộc, hoặc là những cái trái châu trang trí trên cây thông, hoặc là những cái món quà, vân vân. Đó là những cái hình ảnh gần gũi và phù hợp với chủ đề Noel. Các em hãy cân nhắc và chúng ta lựa chọn những cái hình ảnh gần gũi, dễ vẽ để chúng ta thực hiện bài bìa sách của mình. Thì lưu ý cho cô là bài bìa sách vẫn làm theo yêu cầu bố cục của một bìa sách, gồm có tên sách, tên tác giả, tên và biểu trưng của nhà xuất bản, và cuối cùng đó là hình minh họa phải đầy đủ. Ở đây cô gợi ý cho một số những cái logo của các nhà sản xuất, như là nhà xuất bản giáo dục, nhà xuất bản trẻ, nhà xuất bản của Đại học Sư phạm, hoặc là nhà xuất bản thế giới. Thì các em có thể dựa vào những cái logo này để vẽ lại, hoặc cũng có thể là thiết kế cho mình một cái logo nào đó và tự tạo ra một nhà xuất bản nào đó của riêng mình cũng được. Ở đây cô có một vài những cái gợi ý về bố cục chữ trong bìa sách, thì ở đây chúng ta tham khảo để chúng ta biết viết cách sắp xếp chữ như thế nào cho hợp lý. Và đây cũng vậy, sắp xếp chữ với nhiều kiểu khác nhau để chúng ta tham khảo. Thì ở đây cô cũng sưu tầm thêm một số những cái hình ảnh đơn giản giúp các bạn có thể vẽ một cái bìa sách đơn giản theo ý của mình. Đây chúng ta tham khảo ha, ở nhà chúng ta vẫn có thể tham khảo trên mạng thêm để chúng ta có ý tưởng vẽ. Và đây là một số những ý tưởng gợi ý về bìa sách đơn giản nhất mùa Noel, ví dụ như đôi tất, hoặc là hình ảnh những cái cây thông được trang trí như đường diềm nè, hoặc là hình ảnh con diêm cánh cụt đơn giản đứng giữa bầu trời tuyết cầm bông bóng nè, hoặc là hình ảnh những cái cây thông đơn giản đủ màu trên cái bìa sách cũng được. Chúng ta có thể ghi là đêm Noel, đặt tên bìa sách của mình là đêm Noel, hoặc là sắc thông chẳng hạn, màu sắc của cây thông đó. Rất là nhiều cách để chúng ta đặt tên mùa Giáng sinh, hay là Giáng sinh an lành, hay là Noel đến, vân vân, là nói chung là chúng ta có thể lựa chọn, ví dụ như có thể là đêm đông cũng được. Đây cô sưu tầm một số những cái bìa sách tham khảo cho mấy em để chúng ta biết cách sắp xếp chữ như thế nào cho phù hợp và theo ý thích của mình, nhưng vẫn đảm bảo đủ bố cục của một bìa sách. Ở phần hướng dẫn về nhà, yêu cầu các bạn hoàn thành bài ghi, chuẩn bị cho cô bài vẽ tranh cổ động, là một trong những bài mà có vận dụng, ứng dụng chữ vào trong bài tranh cổ động. Xem trước bài cho cô ha, và chuẩn bị cho cô những cái dụng cụ như là tập ghi, sách giáo khoa, giấy A4 hoặc giấy tập, bút chì, gom để chúng ta thực hành. Tiết học của chúng ta tới đây là kết thúc. Chúc các em nhiều sức khỏe. Thân ái chào các em. Hẹn các em vào tuần sau.